Sau 3 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt hai bị cáo gồm Nguyễn Thị Bích Thuận, 38 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà, và Hồ Cẩm Uyên, 31 tuổi, trú Đà Nẵng, cùng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, bị cáo Thuận đã rao bán nhiều lô đất nền tại khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Kết quả điều tra cho thấy Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đà Nẵng quản lý không giao cho bất cứ tổ chức cá nhân nào thực hiện đầu tư dự án bán đất nền. Tuy nhiên, Thuận đã đưa thông tin gian dối là công ty có thẩm quyền phân phối, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ và hứa bán 302 lô đất cho 192 cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 103 tỷ đồng. Còn bị cáo Uyên quen biết Thuận qua việc môi giới đất đai, nói dối là có quen biết lãnh đạo cấp cao, có thể xin được cho công ty Quảng Đà làm chủ đầu tư các lô đất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân, dự án khu dân cư đường Đô Đốc Lân, nhưng phải tốn chi phí. Tin lời, Thuận đã chuyển cho Uyên 92,2 tỷ đồng từ số tiền nhận trước của khách. Số tiền nhận được từ Thuận, Uyên đã dùng để mua nhà, xe, đi du lịch, căn hộ cao cấp, mua sắm nữ trang đắt tiền. Đến thời điểm xét xử, Thuận mới khắc phục được hơn 8 tỷ đồng.